Hiểu lão sĩ ra đời thật tế, đem lời vàng dạy dỗ dương trần, khuyên chúng sanh khuya sớm chuyên cần, tìm nguồn cội diệt trừ tư khổ. Bệnh với tư từ kim chí cổ, sanh với già hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lâu đài, nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đau. Lo tu tình mặc ai khinh ngạo, việc lục căn đừng nhiễm lục trần. Chữ sắc thinh chớ có hầu gần, hương với vị xác trần nên lanh. Chớ xúc pháp treo gương hiền thâm, tranh sáu đường cùng đặng về thần. Từ xưa nay dạy chỉ nhiều lần, mà Lê Thứ không lo chẳng liều. Nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điều âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu. Đồ thơm tho nó ưa nó chịu, chốn xa hương hay lết lại gần. Lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến. Thân tham sương muốn tiền của ai đến, đặng ăn xài cho phỉ tấm tình. Ý thì ưa sửa sắc soi hình, với chức phận cho cao cho quý. Sao đường ấy ở trong thâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi. Nếu tình tâm nào có mấy hồi, mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác. Dứt được nó ấy là giải ơi thoát, thì xác trần mới khỏi đọa đài. Cả tiếng kêu những kẻ trí tài, hãy yên lặng bình tâm
suy ngày. Đoạn giảng trên, Ngài giảng về việc lục căn bằng lối văn Thất Ngôn Trường Thiên, bình dị rất dễ đi sâu vào lòng người. Nghĩa là việc sáu căn không cho nhiễm sáu trần, chứ chẳng phải việc không cho mắt thấy, tai nghe. Thí dụ, sáu căn chúng ta đang tiếp duyên với sáu trần: mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý tưởng các pháp. Chúng ta cảm nhận một lực rõ ràng, nhưng chúng ta không chú ý nơi căn, nơi trần, thì chúng ta đang thể nhập tự tánh, gọi là diệt lục căn. Kinh Thủ Lăng Nghiêm: mười phương Như Lai đồng một lời bảo Ngài A Nan rằng: hay thay cho ông A Nan, ông muốn biết câu sanh vô minh là cái đầu nút khiến ông phải luân hồi sanh tử, thì chính nơi sáu căn của ông, chứ không phải vật gì khác, ông lại muốn chứng đạo quả an vui giải thoát, vắng lặng diệu thượng, thì cũng chính là sáu căn của ông, chứ không phải vật gì khác. Như vậy, sáu căn đang tiếp với sáu trần bên ngoài, mà chúng ta biết cái giả không theo, thì chúng ta đang ở cái thật thường sống, gọi là kiến tánh thành Phật. Căn trần là hư ngụy, chẳng thật thể không lầm, cảm nhận thuần rõ biết, luôn luôn bình thường tâm. Chớ bát chánh rõ ràng trong giây, là chân truyền của Đức Thích Ca. Người tu hành cần phải tìm ra, cho dân biết một đầu chánh kiến. Tri linh mẫn nhìn xem các chuyện, phải đừng cho lầm lạc nẻo ta. Dầu việc người hay việc của ta, nên phán đoán cho tường cho tầng. Tội với phước xét coi nhiều bận, mới khỏi lầm tà kiến đem vào. Chánh tư duy một ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Trên cùng dưới dầu thầy hay tớ, cùng tưởng đều trung chăm mới màu. Việc vui sai mèo mã đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ cầu lục từ. Câu chánh nghiệp cũng là quá bự, dầu nghề chi làm việc ngay đường. Ta đừng nên theo kẻ bất kỳ lương, học ngón xảo để lừa đồng loài. Chánh tinh tấn dầu thành hay bại, cứ một đường tính ngưỡng của mình. Dầu cho ai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đàn đi tới. Một chánh mạng chúng sanh ơi hỡi, cho hồn linh
cài quản châu thân. Lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể mong về cực lạc. Câu chánh ngữ lòng son ghi tạc, tiếng luận bàn ngay ngắn tòa tường. Nói những điều đức hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Việc tráo chác ấy là nguồn cội, lời xáo ngôn do đó mà ra. Kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca, câu chánh niệm thiết tha nhiều nỗi. Khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc vẹn toàn. Dân chớ nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy niệm cho lấy con. Một chánh định thiệt là rất khó giữ tấm lòng bất đồng như như. Cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được quần nguyên phản bồn. Ta với chánh còn đương tra trộn, người muốn tu phải sớm lọc lựa. Tứ diệu đề ai cũng mến ưa, thì lão cùng kệ sơ thêm nữa. Chữ tập đề nay đã mở cửa, để đem vào khuôn khổ người hiền. Ráng cực lòng một bước đầu tiên, sao mới được làm nên Phật thánh. Về thượng giới cõi tiên mới bành, đến diệt đề trừ vật dục xưa. Cõi hồng trần các việc mến ưa, sự gia tâm ta nên rứt bỏ. Muốn tâm tánh ngày kia sáng tỏ, thì khổ đề phải chịu nhọc nhằn. Lòng dục tu thì phải thiệt hành, chớ đừng có ham điều sung sướng. Đức Phật tổ nào đâu hẹp lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề. Thấy một đàn thẳng bắn mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Mùi đạo diệu chúng dân ráng kiếm trễ thời kỳ, khó gặp đặng ta. Rồi hành luôn bác nhận mới là, thì muôn việc đều an ba tươi.
chân năng sự thế, là người hiền khó kiếm trên đời. Lập thân danh tuần trại nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Chớ nhận giới trì tâm trong trèo, khuyên dương trần giữ phần làm đầu. Nhận hương lân cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới đều hòa ý hay. Nhân phổ mẫu gọi trang hiền sĩ, phần sớm tùy chồng vợ nhìn nhau. Nhìn sớm chồm cô bác mới cao, nhận tâm nó ngày ngày an lạc. Nhìn tất cả những người tuổi tác, nhận tánh lành yên tình dài lâu. Giữ một lòng hiền hậu mới màu, quanh năm cũng bảo toàn thân thề. Chớ nhận đức kể ra luôn thề, thì trong đời vạn sự bình an. Chớ nhận thành bao quý hiện gian, khắp ba tánh được câu hòa nhau.